Radio. Chào các bạn, chúng ta đến với bài ngữ pháp số 15 trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1. Như vậy là chúng ta đã đến bài cuối cùng của sách giáo trình tiếng Hàn tổng hợp với ngữ pháp bài 15. Ôi, 15 bài thật là rất là nhiều ngữ pháp. Nhưng mà các bạn cố lên, mới chỉ là quyển sơ cấp 1 thôi các bạn nhé. Chúng ta còn sơ cấp 2, rồi trung cấp 3, 4 này, với lại cao cấp 5, 6 nữa. Các bạn cố lên nhé, cố lên. Rồi chúng ta cùng lướt qua cái bài này trong sách ha. Chúng ta có ngữ pháp eso kanji. Cô đã từng nói qua cái bài rồi. Uro bằng, bằng phương tiện gì, và cấu trúc uro kata. Rồi chúng ta đi vào từng cái phần cụ thể. Eso kanji. Hôm trước chúng ta có biểu hiện là vừa thơ kanji rồi nhỉ. Từ lúc nào đến lúc nào là dành cho thời gian, thời gian. Còn eso kachi là dành cho không gian, butho kachi là từ thời điểm nào đến thời điểm nào, còn eso kachi là từ cái địa điểm này đến địa điểm kia. Hakyo eso, các bạn tìm hiểu nhé. Hakyo eso kosokan kachi là gì nhỉ? Từ trường học cho đến thư viện. Chibeso hakyo kachi, từ nhà đến trường. Đấy, ngữ pháp thì đơn giản thôi, mình chỉ lướt qua như thế thôi các bạn nhé. Chúng ta đến ngữ pháp tiếp theo, uro. Hôm trước chúng ta đã học qua ngữ pháp uro với ý nghĩa là chỉ hướng đến, hướng đến. Hôm nay chúng ta học qua uro với một nghĩa khác, đó là bằng, bằng phương tiện này, cách thức này, phương pháp gì để mà thực hiện một hành động. Danh từ và kết thúc bằng nguyên âm hay của âm liền thì chúng ta kết hợp với ro, và thường á, thường là chúng ta sẽ kết hợp với động từ ka ta o ta. Đi đâu bằng phương tiện gì, ka ta là động từ đi, o ta là động từ đến. Đi đâu bằng phương tiện gì ha. Còn danh từ kết thúc bằng phụ âm thì chúng ta kết hợp với uro và kata oda. Còn danh từ đi tha ta thì chúng ta đi với kết hợp với unrun, tiểu từ tân ngữ ha. Tha ta là gì? Bắt xe này, đi xe, lái xe đấy, đó là ý nghĩa của từ tha ta. Rồi bây giờ chúng ta học ví dụ nhé. Buslo ta. Tôi đến bằng xe buýt. Tôi đến bằng xe buýt. Pero kasimnida. Tôi đã đến bằng tàu. Yến lô. Hai chữ hai liền gần nhau ta đọc là lô l ha. Yến lô simnida. Viết bằng bút chì. Yulansonuro ol goyeyo. Yulansonuro ol goyeyo. Tôi sẽ đến bằng du thuyền. Tiếp theo chúng ta qua ngữ pháp urokata. Đi đâu để làm gì, cấu trúc kết hợp sau động từ biểu hiện mục đích của sự chuyển động. Thường là chúng ta có thể thay thế động từ kata bằng các động từ ota. Đến đâu để làm gì, nakata. Đi đâu để làm gì, urokata. Đến đâu để làm gì, urokata là bước ra ngoài nha. Nakata cũng là đi ra ngoài đó. Kata có hồi tỏ nha. Rồi chúng ta sẽ thử vào cái bảng này. Hy vọng là các bạn cố gắng học thuộc cái bảng này các bạn nhé. Chúng ta có cha ta. Cha ro kata là đi ngủ. Vô ta là xem. Mora kata đi xem. Manata gặp gỡ. Manaro kata đi để gặp gỡ. Masita uống. Masiro kata đi để uống. Mandurita làm. Manduro kata đi để làm cái gì. Sarita hata cũng nghĩa là làm các bạn không. Mandurita cũng nghĩa là làm, nhưng mà hata bắt trừ từ hơn cái sản phẩm tạo ra có thể là
trường tượng hơn. Ví dụ như công bố ha ta là học, Hiroya ta là việc, nó chưa ra sản phẩm cụ thể. Nhưng bản thân ta thì chắc chắn là ra sản phẩm cụ thể. Ví dụ như là ơn sức cơ bản thân ta là nấu ăn, làm đồ ăn. Hoặc là cây cư rơ bản thân ta là làm cái bánh, sản phẩm của bản thân ta nó cụ thể hơn, cầm nắm được. Còn ha ta thì cũng là làm, nhưng mà nó trừu tượng hơn, khó nắm bắt, đúng không? Chúng ta có thể cầm nắm được và nó mang tính đến kiểu làm hữu hình, à, vô hình. Còn bản thân ta thì sản phẩm nó ra là hữu hình hơn. Santa là sống, Saro, Saro kata đi sống, đi để mà sống. Santa bán, Paro, Paro kata lơ vẫn hành. Saro trên là không dưới nữa. Saro kata, Saro kata, Paro kata đi để bán nhá. Itta, itta, ikuro kata đi đặt. Tạc tà lau chùi, tạc rô ca tà đi để mà lau chùi. Undong ha tà vận động tập thể dục. Undong ha rô ca tà đi để mà vận động để tập thể dục. Công vu ha tà học. Công vu ha rô ca tà đi để học. Cha tà là gì nhỉ? Bắp, nắm bắp ha. Chapuro kata đi để bắt, để nắm lấy nhá. Tota, tota bất quy tắc với pi ực các bạn ha. Touro kata bất quy tắc với pi ực khi mà đi với ư, kết hợp với uro làm sao? Mất pi ực và thêm u, thêm u. Touro kata, touro kata. Chúc ta có nghĩa là nhặt lên, nhặt lên. Chúc Chu-u-ro kata, chu-u-ro kata đi để mà nhặt lên. Tuta, tuta là nghe. Tu-ro kata đi để nghe ngóng cái gì ha. Ví dụ này, Kongone ue kasoyo, sao bạn lại đến công viên vậy? Dong-ha-ro kasoyo, tôi đi để tập thể dục. Chikum odie kayo, có e cũng được mà, odie kayo cũng được mà, odie kayo cũng được ha. Bây giờ bạn đang đi đâu vậy? Chấm xin makro kayo, tôi đi ăn trưa. Và như vậy là chúng ta đã lát được hết được 15 bài ngữ pháp trong giáo trình tiếng Hàn tổng hợp sơ cấp 1 của bạn nhé. Còn một video nữa cô sẽ làm cái gọi là tổng hợp toàn bộ ngữ pháp của cái quyển sơ cấp 1 này các bạn nhé. Các bạn nhớ đón xem video đấy các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và trước khi tắt đi thì các bạn nhớ nhấn đăng ký và like video hoặc là bình luận ở dưới giúp cô và các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.